đăng ký theo dõi kênh để xem thêm nhiều video mới hơn, giúp mình đạt 1.000 subscribe nhé. Phim truyền hình Bạch Mã Từng Vượt Thủy Triều, Lưu Thi Thi, nam chính tiếp xúc Chu Á Văn, tạm định ngày 1 tháng 8 tiến hành nghi thức khai máy ở tòa cao ốc Quốc Mậu, Hoành Điếm. La Chí Thường bây giờ chỉ có thể kiếm tiền bằng việc bán đồ của mình, vốn dĩ anh ta tính tự mình livestream nhưng nhận thấy danh tiếng đã sụp đổ nên anh ta đưa đồ của mình cho bạn bè nhờ bán giúp. Hôm nay TFBOY vừa tung tạo hình cho kỷ niệm 7 năm thì chiều biên kịch Phu Chính đã lên Weibo thấu nhóm nhạc sao chép tạo hình của nữ diễn viên Hứa Thụy Hiền trong bộ phim Bán Yêu Khuynh Thành do Vu Chính làm nhà sản xuất, đồng thời cũng không quên đăng cùng với loạt ảnh mới nhất của nữ diễn viên này. Vị biên kịch này còn không quên cà khịa, xem ra trong không gian mạng này lưu lượng là vua. Chương trình tống nghệ của IQIYI, dạo chơi toàn thế giới, mùa 2 muốn mời đội hình cố định gồm Hà Lạc Lạc, Châu Trấn Nam, Johnny G, Nãi Vạn, Văn Kỳ, khách mời, Đàm Tùng Vận, Nhậm Gia Luân, Đồng Lệ Á, Trương Hiểu Long, Hoàng Đình Đình, Lưu Mẫn Đào. Nội dung của chương trình sẽ gồm 5 vị nghệ sĩ cố định cùng 3 vị khách mời tham gia hành trình du lịch văn hóa và bảo vệ môi trường. Bọn họ sẽ vượt qua rừng rậm, sa mạc, biển cả tìm kiếm bí mật ở các kỳ quan thắng cảnh. Triệu Lộ Tư muốn tiếp thị nhan sắc, mỗi lần tham gia hoạt động sẽ có nhân viên chịu trách nhiệm chụp và chỉnh sửa ảnh, sau đó sẽ đóng vai người qua đường up hình ảnh lên. Hàng loạt bản thảo được tung ra để quảng bá đó là ảnh của người qua đường chưa qua chỉnh sửa, nói nghệ sĩ nhà mình nhan sắc vượt trội, thực tế đã trải qua không biết bao lần căn chỉnh, cà da. Cư dân mạng Hàn chia sẻ những ứng dụng Trung Quốc nên xóa khỏi điện thoại để bảo mật dữ liệu, sau vụ TikTok bị phạt 186 triệu won, 3,6 tỷ đồng Việt Nam, ở Hàn Quốc do vi phạm quyền riêng tư của người dùng. Cư dân mạng xứ này trở nên nhạy cảm hơn đối với những app có xuất xứ từ đất nước tỷ dân. Thẩm Nguyệt hiện tại giảm bớt rất nhiều marketing, trước đó dáng người bị trào phúng đã ảnh hưởng rất lớn đến tài nguyên đại ngôn của cô. Hiện tại cô một lòng quay phim, dáng người cũng cải thiện rất nhiều, công ty cũng sẽ cân nhắc tài nguyên phim ảnh tốt cho cô. Sau khi Xuyên Qua Hỏa Tuyến phát sóng thu hút sự chú ý ngoài kỳ vọng thì hiện tại đoàn làm phim đang hạn chế lên hot seat quá nhiều tránh sự chú ý từ phía trên. Rất nhiều vấn đề nhạy cảm trong xã hội được phản ánh trong phim, phía trên cũng bắt đầu sờ gáy. Ngô Lỗi quay xong Trường Ca Hành sẽ không nghỉ ngơi mà tiếp tục tiến vào tổ trương công án. Bộ phim này nhận được khá nhiều sự chú ý trong list Đam Mỹ 101 năm sau. Dù sao, cậu ấy và Tình Bách Nhiên cũng có độ nổi tiếng nhất định, mà nhan sắc của đôi này cũng qua được cửa ải. Bộ phim Tôi Thân Yêu do Lưu Thi Thi và Chu Nhất Long đóng chính sắp phát sóng, hai người về sau sẽ cùng tham gia Happy Camp để tuyên truyền. Năm nay lịch trình của Lưu Thi Thi rất bận rộn, liên tục tiến vào đoàn phim, tâm sự nghiệp rất mạnh, bây giờ địa vị của cô trong lứa tiểu hoa 85 tăng lên rất nhiều. Đoàn đội Ngô Diệc Phàm không quản chuyện yêu đương của cậu ấy, miễn không liên quan đến nữ nghệ sĩ là được. Gần đây lại có tin đồn cậu ấy diễn Phồn Hoa của Vương Gia Vệ, trước đây đúng là cậu ấy tiếp xúc kịch bản này nhưng thất bại, đoàn làm phim lợi dụng điểm này buộc chặt cậu ấy lấy nhiệt. Phim mới của Tiêu Chiến và Dương Tử ngày 9 tháng 8 sẽ lên sóng, phần tuyên truyền của phim này là Cụt đang quản lý, phía Tiêu Chiến cũng đang tích cực đi tìm cao tầng của Cụt. Đàm Tùng Vận rất rộng rãi, ở đoàn làm phim cứ cách 2-3 ngày sẽ mời cả đoàn uống gì đó, mỗi ngày đều đến rất đúng giờ, cơ bản chưa từng đến trễ. Gần đây cô ở Hoành Điếm quay Cầm Tâm Tự Ngọc, hành trình quay chụp bộ phim này rất gấp, còn khoảng 2-3 tháng nữa phải hoàn thành. Trong lứa tiểu hoa thì tài nguyên của cô có thể xem là rất tốt. Tài nguyên thời trang của Dương Tử rất ngược, trang phục trong sự kiện gần đây đều bị chế giễu rất thảm, cơ thể của cô ấy dường như rất dễ sưng phù, cộng thêm trang phục nhà tài trợ mang tới cho cô ấy mặc đều trong tình trạng căng chật dẫn đến bị giãn và hỏng. Bây giờ nhãn hàng căn bản là không tự nguyện tài trợ cho cô ấy, mà mỗi lần bị chế giễu tạo hình, cũng chỉ có thể đổ lỗi cho đội ngũ stylist lần này đến lần khác.
Hiện tại, Hữu Phỉ đang vội qua thẩm, có người đối diện gây sự muốn báo cáo bộ phim này, đoàn đội Vương Nhất Bác và đoàn đội Triệu Lệ Dĩnh vì đối phó với người đối diện đã kết hợp lại, về sau hai người sẽ còn hợp tác để lên sâu thực tế. Dương Tử hiện tại thành công kết nối với Kinh Khuyên, về sau hợp tác đều là những người có địa vị tài nguyên. Kinh Khuyên có cao tầng sắp xếp người vào đoàn đội của cô, về sau cô sẽ chuyển hình, sẽ không quay phim thần tượng nữa.